Người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông trở về quê miền Tây ngày một đông hơn. Lượng người và phương tiện giao thông tăng đột biến làm ùn ứ một số đoạn trên quốc lộ. Tuy nhiên, nhiều người nhận định tình trạng kẹt xe ít nghiêm trọng hơn so với mọi năm. Theo hình ảnh của cộng tác viên chương trình gửi về, chiều nay, quốc lộ 1A đoạn qua xã An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang xảy ra tình trạng kẹt xe cả hai hướng trong nhiều giờ liền. Nguyên nhân là do lượng xe đông, điểm giao giữa nhánh rẽ từ đường cao tốc ra quốc lộ 1 được bố trí khá hẹp, phương tiện từ cao tốc đổ ra quốc lộ quá lớn khiến giao thông tại khu vực này bị kẹt xe nghiêm trọng. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều người lựa chọn ở lại thành phố ăn Tết hoặc không đủ tiền về quê. Thế nên, so với mọi năm, giao thông năm nay ít xảy ra tình trạng ùn ứ kẹt xe. Chiều nay, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, để giảm bớt tình trạng kẹt xe tại nút giao thông An Thái Trung, huyện Cái Bè, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang tạm thời không cho các phương tiện giao thông di chuyển từ hướng miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh đi vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.